thái độ gì vậy? Đại gia gì mà đi xem cuộc pub vậy? Chia tay đi cha, người ta chạy hoài đi má. Chạy đi chả, không thèm. Giàu tiền tiêu thả ga, xe riêng hồ bơi để nuôi cá. Còn anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xe riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền, luôn luôn tặng em rồi sai khiến. Còn anh đây khi yêu em là trao cho em con tim chung tình. Em ơi hãy lắng nghe anh này, yêu anh kim biên, nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng. Lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền. Anh biết anh không tự đẹp nhưng anh không vô duyên. Tại chấp do anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bì điên. Trừ quà cáp được tính bằng hiền kim, còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền. Voi nhà nghèo là voi nhà nghèo, không ai thích vì chê quà vèo. Voi nhà nghèo là voi nhà nghèo, vì voi nghèo nên không ai theo. Anh không đòi quà sẽ đón chờ những clip sắp tới của BB&BG sẽ rất là đặc biệt đó nha. Xin chào.